Mua Monopiravir tại nhà thuốc phải có đơn trên mạng bán tràn lan. Để mua thuốc Monopiravir tại các nhà thuốc, người dân phải đáp ứng một trong ba điều kiện là xuất trình giấy xác nhận F0, có toa thuốc của bác sĩ hoặc quay video quá trình test nhanh dương tính COVID-19. Tuy nhiên, loại thuốc này được bán công khai và rất dễ dàng mua trên mạng. F0 vẫn còn gặp khó khi mua thuốc Monopiravir. Hiện một số nhà thuốc thuộc hệ thống Pharmacity và Long Châu, thành phố Hồ Chí Minh đều có thông báo bán thuốc Monopiravir kháng virus SARS-CoV-2 do Việt Nam sản xuất. Trước đây, trong ngày đầu tiên, ngày 24 tháng 2, các nhà thuốc mở bán thuốc Monopiravir. Người dân muốn mua phải kèm điều kiện có đơn của bác sĩ hoặc có chứng nhận là F0. Quy định của Bộ Y tế đã khiến nhiều người đến nhà thuốc tìm mua, phải quay về tay không vì chưa đáp ứng đủ điều kiện. Ngay sau đó, để gỡ khó cho người dân trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng cao trở lại, một số nhà thuốc đã chấp nhận cho F0 tự quay video quá trình xét nghiệm tại nhà, gửi cho dược sĩ nhà thuốc để làm căn cứ mua hàng. Như vậy, nếu đáp ứng một trong ba điều kiện là có đơn thuốc do bác sĩ chỉ định, xuất trình giấy xác nhận F0 hoặc quay video quá trình test nhanh dương tính, người dân sẽ mua được một liệu trình Monopiravir với giá 250.000 đồng. Theo nhân viên các nhà thuốc, ngoài đáp ứng các quy định mua thuốc, người mua thường là người thân, người quen của F0 phải ký vào giấy xác nhận do nhà thuốc cung cấp. Những giấy tờ này sẽ được lưu vào nộp về Bộ Y tế. Mỗi đơn thuốc, giấy xác nhận F0 chỉ mua được một hộp trên một liệu trình. Tuy nhiên, trên thực tế, từ thời điểm thuốc Monopiravir chính thức lên kệ ở các cửa hàng dược phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh, một số trường hợp đến nhà thuốc mua nhưng đành ngậm ngùi quay về với lý do video không đủ điều kiện, quên mang căn cước công nhân chứng minh nhân dân của F0 hoặc đến mua trong thời điểm hết hàng. Theo anh NTT, ngụ tại thành phố Thủ Đức, khi xuất hiện triệu chứng ho và sốt, người nhà của anh đã mua que test nhanh Covid-19 và có kết quả hai vạch. Thế nhưng, khi báo cho cơ sở y tế phường, họ vẫn chưa xác nhận, cũng không cấp giấy nên không thể mua thuốc Monopiravir tại nhà thuốc. Nắm được thông tin có thể quay video quá trình test nhanh COVID-19 tại nhà để mua thuốc. Anh Tê yêu cầu người nhà thực hiện và mang video tự quay đến nơi có bán thuốc Monopiravir. Tuy nhiên, nhân viên tại một nhà thuốc tại quận Thủ Đức cho rằng video chưa đủ điều kiện mua thuốc vì không thể hiện rõ người được thực hiện mẫu test. Dù cận cảnh là kết quả hai vạch đỏ, khó khăn với những quy định khi đến mua thuốc, anh Tê quyết định mua thuốc của một tài khoản rao bán loại thuốc kháng virus này trên mạng. Chưa đầy 5 tiếng, anh Tê đã mua được hai hộp thuốc Monopira 400 mg với giá 320.000 đồng. Tương tự, các thành viên trong gia đình của chị MH ngủ tại quận Bình Thạnh gặp khó khi xin giấy xác nhận F0 của phường, đành lên mạng hỏi mua thuốc điều trị COVID-19. Chỉ chưa đầy một ngày sau, chị H đã có ngay 3 hộp thuốc Monopira v có giá 290.000 đồng mỗi hộp, so với giá tại nhà thuốc cao hơn 40.000 đồng. Theo chị H giá này vẫn chấp nhận được, quan trọng là dễ dàng mua, thuốc chỉ có hạn dùng 4 đến 6 tháng, không nên mua trữ. Theo tìm hiểu, trong khi các hệ thống nhà thuốc tại thành phố Hồ Chí Minh bán cho người dân đi kèm với các điều kiện bắt buộc, còn tại các trang mạng xã hội, loại thuốc này được trao bán với đủ mức giá, không cần giấy tờ, thủ tục mua đơn giản. Thậm chí có thể mua số lượng nhiều thay trong khi mỗi toa thuốc của F không chỉ mua được một hộp trên một liệu trình từ nhà thuốc. Hiện tại, loại thuốc Monopiravir do Việt Nam sản xuất có giá từ 290.000 đến 400.000 đồng mỗi hộp. Thuốc Moraver của công ty cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam với mức giá dao động từ 300.000 đến 400.000 đồng mỗi hộp. Trường hợp khách mua lẻ, giá có thể chênh lệch từ 30.000 đến 40.000 đồng mỗi hộp. Về vấn đề mua bán và sử dụng thuốc Monopiravir, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây là thuốc kháng virus, là loại thuốc đặc biệt nên phải thực hiện theo kê đơn của bác sĩ. Bác sĩ chịu trách nhiệm khẳng định bệnh nhân mắc COVID-19 đủ điều kiện sử dụng thuốc và theo dõi để phòng ngừa biến chứng xảy ra do tác dụng phụ của thuốc, bà Mai khẳng định hiện thành phố Hồ Chí Minh không thiếu thuốc điều trị COVID-19, sau khi Bộ Y tế đã cấp phép cho ba đơn vị sản xuất đồng loạt trong nước, trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục cấp phép cho các đơn vị khác. Vì loại thuốc này có thời hạn sử dụng và dùng theo kê toa, cấp phát khi có đủ điều kiện nên Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn tập huấn các nhà thuốc thuộc chi hội Dược thành phố Hồ Chí Minh về việc kê đơn bán thuốc theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đặc biệt, người dân không cần thiết phải đổ xô đi lấy giấy xác nhận F0 để mua thuốc tại nhà thuốc và không cần trữ thuốc trong nhà do thuốc chỉ có thời hạn sử dụng từ 4 đến 6 tháng tùy thuộc vào từng loại. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.